Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua đã để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản với các địa phương miền Bắc nước ta. Trong khi các thiệt hại của bão chưa được khắc phục, thì tình hình lũ lụt nghiêm trọng do hoàn lưu bão gây ra lại tiếp tục gieo mất mát, đau thương lên những địa phương này. Hơn bao giờ hết, nhân dân cả nước đều đang hướng về đồng bào miền Bắc với những hành động hỗ trợ thiết thực nhất. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và lũ lụt sau cơn bão này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước tham dự lễ phát động này, với hoạt động đầu tiên là dành một phút tưởng niệm những đồng bào đã thiệt mạng trong cơn bão số 3 và các trận lũ lụt vừa qua. Bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ, tăng cấp không theo quy luật, thời gian lưu bão trên đất liền dài, vùng ảnh hưởng của bão rất rộng. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to, lũ lớn, một số nơi vượt mức lũ cao nhất trong lịch sử, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều địa phương. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương, tính đến 9 giờ sáng ngày 11 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 201 người chết mất tích, trong đó 143 người chết, 58 người mất tích. Đọc lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp cùng với đảng, nhà nước để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và lũ lụt đang xảy ra. Với mạng lưới rộng khắp và với kinh nghiệm trong công tác thiện nguyện và nhất là những đợt vận động lớn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sử dụng đúng mục đích từng đồng mà đồng bào gửi đến để đóng góp nhằm giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại trong cơn bão số 3 cũng như lũ lụt vừa qua. Sau lời kêu gọi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại biểu dự lễ phát động đã ủng hộ trực tiếp. Các cơ quan ban ngành trung ương, đại diện các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các doanh nghiệp tập đoàn trong và ngoài nước, các tổ chức tôn giáo đã trao bản thể hiện số tiền sẽ được đóng góp ủng hộ các nạn nhân của bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng chính phủ cũng đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thưa quý vị, ngay sau lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm cứu trợ cho bà con bị bão lũ ở miền Bắc. Tinh thần tương thân tương ái, ngày 10 tháng 9, nhiều cá nhân tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai quyên góp, thu gom, tập kết nhiều nhu yếu phẩm cùng xuồng máy, áo phao để gửi viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc bằng đường hàng không và chuyển bằng đường bộ. Có mặt tại kho nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, từ 14 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 9 để đón các xe vận chuyển hàng. Chị Nghiêm Thụy Kim Xuân, thành viên của nhóm Đêm Sài Gòn cho biết, nhóm vừa lên kế hoạch sáng nay và tranh thủ triển khai ngay để kịp thời viện trợ ra Bắc. Nhóm của em đã phải liên hệ rất là nhiều nơi và rất là nhiều địa chỉ ở trên khắp các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, một số tổ chức, công ty tại thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi quyên góp, tập kết nhu yếu phẩm với mục tiêu chung hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu. Bà Trần Huyền Nhung, đại diện công ty Trần Nguyễn Trà Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty tổ chức quyên góp, tập kết bao gồm các nhu yếu phẩm cấp bách như mì tôm, sữa, lương khô quân đội, bánh gạo, nước suối cùng các loại thuốc, dầu gió. Là cha đẻ của ATM gạo thời kỳ đại dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Tuấn Anh, tổng giám đốc công ty khóa BH Glock Việt Nam, tiếp tục triển khai hình thức này với tên gọi ATM cứu hộ. Và trong vòng 8 tiếng mình đã chuẩn bị xong được khoảng mười mấy chiếc xuồng và khoảng 500 cái áo phao cứu hộ. Thì cái mình dự định là bên doanh nghiệp BH của mình kết hợp với bên doanh nhân trẻ Việt Nam và mình sẽ hỗ trợ cho các tỉnh thành đoàn ở cái phía Bắc, thì họ sẽ lập những cái đội ATM cứu hộ. Thì những cái đội này sẽ dùng những cái thuyền máy đi đến cứu hộ tại những các địa điểm mà đang bị lũ lụt mà nặng. Ngoài cái việc mà cứu hộ về người thì có thể tiếp tế lương thực và đưa những người đó đến nơi an toàn hơn. Chưa dừng lại ở đó, nhóm Đêm Sài Gòn còn cho biết vẫn đang tiếp tục kêu gọi quyên góp cho chuyến xe ngày 11 tháng 9. Nhóm sẽ triển khai một xe tải với 10 tấn chở áo ấm, mền, gối, nhu yếu phẩm cùng lương thực di chuyển ra phía Bắc. Ngoài ra, ông Hoàng Tuấn Anh cho hay công ty khóa BH Glock Việt Nam sẽ xem xét triển khai như ATM mái nhà
để hỗ trợ người dân sau bão lũ. Khác với những ngày thường, cơ sở nấu bánh chưng truyền thống của anh Nguyễn Quang Nhật, quận Sơn Trà hôm nay nhộn nhịp hơn. Nhiều người đến đây cùng hỗ trợ gói 1.000 cái bánh chưng nhân thịt để gửi đến bà con nhân dân vùng lũ lụt miền Bắc. Thúng nếp được rửa sạch trước khi gói bánh, miếng thịt được ướp gia vị, hạt tiêu đầy đủ phù hợp với khẩu vị. Những chiếc bánh chưng nhân thịt đầy đặn sẽ được gửi đến người dân vùng lũ lụt miền Bắc nhanh nhất có thể. Trước đó, một số hội nhóm ở Đà Nẵng đã cùng nhau huy động chở cano hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng xuất quân đưa lực lượng hỗ trợ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng cắt tỉa cây xanh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân mạnh thường quân ủng hộ, quyên góp cứu trợ các tỉnh, thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Mới đây, hàng trăm người dân Đắk Lắk tiếp tục tập trung về quảng trường 10 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột để góp nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão Yagi ở miền Bắc. Theo tìm hiểu, người đứng ra kêu gọi vận động là một số tài xế xe tải và TikToker Đào Quang Hà, 23 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình. Anh Hà cho biết, gần đây anh thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt. Khi anh vào tỉnh Đắk Lắk thì nghe tin bà con miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi và lũ lụt. Để chia sẻ khó khăn cùng chung tay hỗ trợ bà con miền Bắc, anh Hà đăng bài trên tài khoản TikTok cá nhân có tên Hava Việt Nam. Đồng thời, anh Hà cũng chia sẻ bài viết của mình vào các hội nhóm trên mạng xã hội tại Đắk Lắk để mong mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn với bà con. Biết thông tin kêu gọi này, anh Bùi Xuân Phong, 39 tuổi, tài xế xe tải chạy tuyến Đắk Lắk, Thái Bình, quê ở Thái Bình, đã gọi điện cho anh Hà đồng ý nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa ra miền Bắc hỗ trợ bà con. Đến chiều cùng ngày, phía sau thùng hai chiếc xe tải đã đầy hàng. Hai chuyến hàng này đã được vận chuyển đi ngay trong đêm. Với tinh thần tương thân tương ái sâu sắc, nhiều bạn đọc người dân đang tiếp tục hưởng ứng quyên góp giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, bão Yagi, sớm vượt qua những mất mát đau thương. Chiều ngày 11 tháng 9, ban biên tập, nhân viên của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp trực tiếp tại trụ sở của báo qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong tòa nhà số 34 Hoàng Việt cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào. Hòa chung nghĩa cử cao đẹp, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nhiều cá nhân doanh nghiệp khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã chung tay hỗ trợ giúp đỡ bà con trong siêu bão. Sau khi phát động kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, tính đến chiều ngày 11 tháng 9, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hơn 100 triệu đồng từ quý bạn đọc. Để chia sẻ cùng người dân bị ảnh hưởng do bão lũ, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận đóng góp của quý bạn đọc. Báo sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trao đóng góp của quý bạn đọc bà con đến đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.